là cái rác máy nó chút xíu vậy thôi. Đây là cái anten. Đây là cái power supply vậy thôi, nó chỉ có 3 cái. Cái cục này mình có thể dùng cái anten này. Nếu mà mình để cửa sổ, nhà có lầu 2 mình để cửa sổ thì mình dẫn cái này vô. Để cục này ngay cửa sổ thôi với cái dây điện cắm vô. Hút cấp cái này qua bên wifi vậy thôi. Còn nếu có dây internet thì gắp thẳng vô. Ở nhà mình cái cách mình làm là mình không có dùng anten này. Mình đã câu một cái anten ở ngoài trời rồi. Đấy là cái cây anten mình câu ngoài trời, mình nó ngắn thôi nhưng mà mình gắn thêm một cái cây cho nó dài, cho nó cao lên, càng cao càng tốt nha. Cái sợi dây mình chạy lòn ở sau cái dĩa này, cái mình sẽ chạy cái lòn vô nhà, dội dưới nhà vô đó thì thôi. Thì mình chỉ dặn vô thôi. Đây là cái dây ven từ ngoài trời vô. Internet cũng vậy, mình đã có chạy thẳng vô cái router luôn, mình cắm vô rồi. Bây giờ cần cái power, cắm điện vô cái. Bây giờ cắm power supply vô, thấy có điện on rồi. Bây giờ mình có 5 phút để scan trên cái điện thoại của mình. Mở cái Helium app lên rồi. Ở đây là có phần setup hotspot, click vô đó. Cái cục này là rác, nó có nhiều loại lắm, thì cái cục này là rác, mình chọn rác. Ok, mình đọc mấy cái này đại khái cho nó qua, cho nó qua. I understand. Ok, location permission. Power rồi ha. I'm power up. Click vô. Bây giờ scan cho cái hotspot. Thấy rồi. Ok. Scan được cái Helium. Bây giờ mình thấy Helium hotspot rồi. Click vô đó. Ok, Wi-Fi. Bây giờ mình scan network. Nhưng mà cái cục này mình có thể dùng Wi-Fi, nhưng mà cục nhà mình cấm dây internet trực tiếp, cho nên mình sẽ bấm cái nút View Internet instead. Nếu các bạn có wifi thì bấm scan network rồi vô cái password của wifi nhà mình vậy thôi ha. Bây giờ mình view internet instead. Đúng. Rồi khi mà nó nói là this hotspot already has an owner, that's it, là xong rồi đó. Tại vì cái owner của cái này là thuộc về iHub. Chưa giống. Mình về là xong rồi, mình chỉ access setup thôi. Access luôn. Rồi bây giờ mình cắm dây internet vô. Rồi mình cắm cái antenna vô. Rồi bây giờ cái cục này coi như xong. Quý vị cất làm sao? Ở đâu trong nhà? Và sau một tiếng đồng hồ thì cái máy của mình bắt đầu nó sync. Mình xem nó sync rồi. Bây giờ mình chờ 24 đến 48 tiếng thì nó sẽ complete. Và sau 35 tiếng đồng hồ nó bắt đầu bắn rồi. Để coi mình được 7 nhân chứng, đào được 5.63 khối activity. Ok, nhìn very good. Ok, mình chờ vài ngày nữa thì sẽ đào nhiều hơn.